Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chúng ta sử dụng setter injection trong cái dự án chúng ta đang làm. Trong project của chúng ta thì có cái class là student service info này thì nó sẽ có một thuộc tính là student repository. Tương tự như thế thì chúng ta cũng có một cái student repository info, đây thì là cái file, thì là cái class mà thực hiện cái việc là tạo ra cái student list. Thì quay trở lại bên này thì giả sử như bây giờ chúng ta không có khởi tạo như này thì đây chính là phần hard code. Tức là chúng ta đã sử dụng constructor cho cái việc khai báo property ở đây. Thì chúng ta muốn inject cái student repository này vào cho cái student service thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên các bạn quay sang đây, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ khai báo một cái bin và name của nó là bằng student repository ở đây. Và đây class của nó là bằng, đầu tiên là edu. Thì các bạn ấn Control Space và các bạn chọn Repository và chọn đến cái này. Thì như thế là chúng ta đã khai báo thêm một cái Student Repository. Còn tiếp tục là cái bin Student Service ở đây thì class như này. Và bây giờ chúng ta cần phải có một số cái khai báo dưới này. Như này. Thì như vậy là chúng ta đã khai báo hai cái bin ở đây. Thì bây giờ chúng ta cần, thì cái việc chúng ta cần làm đấy là chúng ta phải inject cái Student Repository này sang bên này. Thì bây giờ chúng ta quay vào cái student service, chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái khởi tạo bằng này đi. Và lúc này các bạn sẽ phải cần thêm cái hai cái phương thức cho nó là getter và setter cho repository như này. Thì lúc này chúng ta có thể gọi cái hàm setter cho nó. Thì cách mà để gọi cái hàm này thì chúng ta vào trong cái bin student service này và chúng ta thực hiện cái việc setter injection. Để làm việc đấy thì chúng ta trong cái bin này thì nó sẽ có một cái tag là tag property như này. Thì lúc này chúng ta có name. Name đây thì các bạn có thể chọn name property của nó chính là cái student repository như này. Và các bạn có một cái thuộc tính nữa liên quan đến ref ở đây. Thì nó sẽ ref đến cái tên ở trên này. Chúng ta copy cái này vào và chúng ta điền vào đây. Và hôm nay chúng ta chạy lại cái code của chúng ta ở phía education app này để xem tất cả mọi thứ nó hoạt động bình thường hay không. Thế này các bạn thấy nó vẫn hoạt động ra là một thì mọi thứ vẫn là ổn. Thì quay trở lại cái file configuration của chúng ta. Ở đây cái student repository này chính là cái name mà chúng ta khai báo cho cái bin này. Thì nó phải trùng tên với cái ref ở đây. Ở cái này, cái name ở trên cái bin mà repository đây phải trùng tên với cái ref ở trong cái file property, ở trong cái tag property ở đây. Còn cái name student repository ở chỗ này thì nó sẽ phải trùng với lại cái tên mà repository, cái thuộc tính chúng ta đã làm và trong cái set student repository ở đây. Bây giờ giả sử như các bạn thay đổi cái này thành có s ở đây chẳng hạn, có s ở đây chẳng hạn thì nó sẽ chạy bình thường. Các bạn chạy cái này thì nó vẫn ra là một. Trong trường hợp mà các bạn có S ở bên trên này mà không có S dưới này và các bạn chạy thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi là bởi vì nó sẽ không tìm thấy cái reference của nó. Thì các bạn phải chú ý việc đấy. Thì bây giờ các bạn bỏ cái này bằng S. Bỏ S đi. Tiếp theo các bạn có thể đổi cái này thành, ví dụ có S trên đây chẳng hạn, và các bạn save lại. Thế bây giờ các bạn chạy sang bên này, chạy thì cũng tương tự như thế, nó sẽ sinh ra exception. Muốn sửa cái chỗ này thì các bạn vào trong cái file service của chúng ta ở đây. Và các bạn có thể là vào setter, các bạn thêm cái S ở đây vào, ấn save lại. Và các bạn chạy cái này thì nó lại ra một. Thì có nghĩa là trong cái hàm thì có nghĩa là trong cái service này nó đã gọi cái hàm setter của chúng ta. Các bạn có thể minh họa như sau, sysout có thể là setter injection như này, save lại. Thì lúc các bạn chạy cái này thì nó sẽ hiển thị ra setter injection, có nghĩa là nó đã gọi đến cái hàm setter của bạn. Và nếu các bạn bỏ cái S này đi để cho nó trùng với cái kia thì các bạn ở bên context ở đây các bạn cũng sẽ phải bỏ cái S này đi. Đấy. Thì đấy là ý nghĩa của cái việc chúng ta sử dụng cái setter injection ở trong Spring Bean. Thì bây giờ các bạn nhớ lại là chúng ta khai báo cái bean repository ở đây. Các bạn inject vào trong cái student service bằng setter injection thì chúng ta sử dụng cái property này có name và có ref như này thì cái Spring Bean, Spring Context và Spring IOC Container nó sẽ tự động inject cái service, inject cái repository này vào trong cái service cho chúng ta theo cách mà chúng ta đã làm ở đây. Và rõ ràng là trong cái file student service info này thì không cần gọi cái hàm khởi tạo của repository nữa mà chúng ta đã inject vào trong cái hàm setter của nó. Thì đây chính là cái việc mà chúng ta sử dụng setter injection.